Một trong các mục tiêu được đưa ra trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là đến năm 2030, phấn đấu 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ tôn tạo. Con số này sẽ nâng lên vào năm 2035. Cho ý kiến tại hội trường vào sáng nay, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần ra soát thực trạng các di tích quốc gia đặc biệt và đề xuất phương án trùng tu tôn tạo phù hợp. Đoàn Hải Dương phát biểu. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, thời gian qua đã có hàng nghìn di tích quốc gia được hỗ trợ tu bổ tôn tạo cấp thiết. Do đó không phải tất cả các di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt đều cần tôn tạo tu bổ, nhất là các di tích khảo cổ. Một là việc tu bổ tôn tạo triệt để như vậy sẽ có thể dẫn đến việc di tích không cần tu bổ cũng tu bổ, có khi lại biến việc tu bổ tôn tạo thành làm mới di tích như đã từng xảy ra ở một số địa phương. Thứ hai là việc phân bổ nguồn lực như vậy rất dàn trải, không trọng tâm trọng điểm. Tôi đề nghị chỉ đưa ra con số 100% và 80% di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia đã xuống cấp cần tu bổ tôn tạo sẽ được tu bổ tôn tạo. Đồng quan điểm cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng số liệu hiện trạng di tích di sản, đại biểu Nguyễn Thị Xỉu nhấn mạnh, điều này sẽ tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện chương trình. Tôi đề nghị phải có những cái rà soát, đánh giá kỹ lưỡng số liệu hiện trạng di tích di sản, hạ tầng cơ sở văn hóa và các nội dung đưa vào mục tiêu cụ thể để không chỉ bảo đảm tính bao quát mà còn thể hiện được tính dự báo về các cái di tích di sản có thể được xếp hạng và cả nguồn lực phục vụ tu bổ tôn tạo các di tích di sản được nâng hạng, nhất là hạng đặc biệt. Chúng tôi đặt ra con số 95%, đó là tính toán trên cơ sở tìm tiến, bằng phương pháp tìm tiến, có nghĩa là chúng ta đã xem xét các cái di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia đã được đầu tư các giai đoạn trước đây, cộng với chương trình này để đến kết thúc vào năm 2030, chúng ta có được 95%. Để tránh cái sự nhầm lẫn, chúng tôi rất đồng ý là chúng ta viết thẳng vào là những di tích xuống cấp để chúng ta phấn đấu, chúng ta làm. Khỏi phải đưa cái chỉ tiêu 95% theo cách tính tinh tiến. Trình kỳ họp này, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu tính khả thi trong tổ chức thực hiện, đồng thời chính phủ sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu này phù hợp trong từng giai đoạn, theo hướng cấp bách có trọng tâm, trọng điểm.